Liên quan đến công tác tuyển quân, thông tin từ Bộ Tham mưu quân khu 7 cho biết, đến nay các địa phương trên địa bàn quân khu 7 đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng cho lễ giao nhận quân năm 2024. Để bảo đảm cho lễ giao nhận quân năm 2024, các địa phương và đơn vị nhận quân đã phối hợp xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức lễ giao nhận quân, bảo đảm chặt chẽ đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các đơn vị bảo đảm quân trang cho công dân nhập ngũ và hoàn thành công tác hiệp đồng phương tiện vận chuyển quân về đơn vị. Đến nay 100% công dân nhận lệnh an tâm tư tưởng sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Cấp ủy chính quyền địa phương các cấp đã tổ chức gặp mặt tặng quà động viên thanh niên nhận lệnh nhập ngũ. Theo kế hoạch các địa phương trên địa bàn quân khu 7 gồm Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận và Lâm Đồng sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân vào ngày 27 tháng 2 tới.